Dạ vâng, xin chào anh chị cô chú nhà đầu tư. Hiện tại thì đang đứng trên một con đường nhựa 16m và cách biển tầm khoảng 100m thôi, tại thành phố Nha Trang nha. Và lô đất mà hôm nay Thịnh giới thiệu cho mọi người á là với bờ ngang là rộng đến là 7m88 nha mọi người. 7m88 và chiều sâu tầm khoảng đâu đó là 26m. Và đặc biệt nữa là có hai mặt tiền. Phía trước là đường nhựa 16 và phía sau sẽ là một đường nhựa 10m. Và tí nữa Thịnh sẽ cho mọi người xem toàn cảnh về livecam để biết được cái vị trí tổng quan của lô đất này. Và sơ sơ thì mọi người nhìn qua camera mình thấy được đúng không ạ? Những tòa nhà cao tầng kia chính là mặt biển của thành phố. Cho nên là mình đi ra bãi tắm đâu đó tầm khoảng là vài trăm mét thôi. Còn chợ thì cách mình tầm khoảng 100m. Đó thì tiền ở đây không thiếu gì cả, dân cư hiện hữu rồi. Cho nên là cái vấn đề về dân trí ở đây cũng rất là cao. Tại vì để mà có được một bất động sản ở vị trí này không phải là dễ mọi người, rất là nhiều tiền. Đó thì mọi người chú ý xem hết clip để nắm được là lô đất này có phù hợp với mình hay không. Và cũng như là tham khảo về thị trường bất động sản Nha Trang nha. Đây mọi người, hiện trạng lô đất thì bằng phẳng rồi. Đây đất trống này, đất thì trống bằng phẳng, đất ở đây là đất sạch nha mọi người. Đó, ở sơ mình là một con đường 10m, cũng là con đường có thể là kinh doanh được. Và theo Trang Thịnh thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ra phía sau nha. Rồi đây mình sẽ đi một vòng nha. Ở khu vực này thì họ đã kinh doanh buôn bán hết rồi mọi người. Tại vì hiện trạng là đất trống thôi, không có gì để review nhiều. Thịnh muốn quay để người thật việc thật để mọi người biết được đất và hiện trạng. Còn ở đây là mọi người, tí nữa Thịnh chạy xe cho mọi người xem khu vực xung quanh, cũng như là cho mọi người xem flycam nha, cũng như là sổ hồng đầy đủ thông tin luôn. Thì bên này là một con đường này tầm khoảng là 7m nè mọi người. Còn phía này là một con đường tầm khoảng là 4 đến 5m. Thì thẳng đường này mình sẽ ra lại biển nè mọi người. Đây anh cho họ xem cái khoảng cách ra biển này. Đó, đây là một con hẻm nhỏ mình có thể là đi bộ ra đây được nha, để ra biển. Còn hai đầu đường này sẽ là thông nhau. Đó, những tòa nhà cao tầng thì mình nhìn biết được rồi. Còn phía sau mọi người, đây mình sẽ đi phía sau nha. Đường này hiện trạng tầm khoảng là 7m. Còn phía sau này sẽ là đường nhựa 10m. Đó, thì Thịnh sẽ đi xem thực tế cho mọi người, có sao quay vậy thôi, để mọi người dễ dàng theo dõi và nắm được thông tin nha. Đó, thì phần sâu sẽ cho mọi người xem sổ. Ở đây là một con đường nhựa 10m nè mọi người, chính là mặt tiền sâu của đất mình. Đó, thì ở mặt tiền sâu này cũng là khu vực người thấy là họ kinh doanh buôn bán rất là đông và người dân họ sống ổn định rồi. Cái lượng xe ô tô này, người thấy là lượng xe ô tô họ đổ ven đường rất là nhiều, ở nhà cửa san sát nhau rồi. Và đặc biệt là kinh doanh buôn bán đây rất là mát mẻ, họ có những quán cà phê đông khách đúng không ạ? Đó thì đất của mình là mặt tiền này, đây cho mọi người xem. Đó thì mặt tiền này thì từ bên này qua tới bên vách tường của nhà hàng xóm thì ranh giới cũng đã rõ ràng rồi. Với bờ ngang chiều này sẽ là khoảng là 7m82, còn phía kia là 7m88. Đó, còn hướng biển nè người. Đó, những tòa nhà cao tầng kia chính là mặt biển nha. Đi thẳng một đường này mình sẽ ra lại biển mọi người. Đúng một đường thẳng này thôi là đi bộ ra biển được. Mình có thể đi bộ đi ra tắm biển tầm khoảng 100m thôi. Đó, ra biển. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào xem flycam và xem số hầm định vị và Thịnh chạy xe một vòng cho mọi người nắm được cái tổng quan khu vực nha. Dạ vâng, và đây chính là sổ hồng của lô đất nha mọi người. Lô đất của mình thuộc thửa đất số là 34, tờ bản đồ số 62, địa chỉ là số 93 đường Ba Làng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và cái diện tích của nó là 204,1m2 và hình thức sử dụng là sử dụng riêng nha. Còn mục đích sử dụng là đất ở đô thị, thời hạn là sử dụng lâu dài. Đó, pháp lý cực kỳ chuẩn chỉnh luôn, sổ hồng rồi. Đó, và đặc biệt nữa là với bờ ngang phía trước nè mọi người. Đó, đường hiện trạng là đường rộng 16m người thấy không? Đường rộng 16m. Thì cái hướng mặt tiền chính của nó sẽ là hướng đông nha người, hướng chính đông và có lệch nam một chút. Đó, còn cái mặt tiền sơ của nó sẽ là đường phó đất chính này, hiện trạng rộng là 10m, cũng là đường nhựa luôn, hai mặt tiền đường nhựa. Thì mặt sơ của nó sẽ là điểm 2 đến điểm 3 sẽ là rộng là 7m82, còn phía trước là 7m88. Đó thì với cái bờ ngang mà thế này thì chiều sâu nó tầm khoảng là 26m nha. Chiều sâu là 26m. Đó. Và cái hướng phía sơ sẽ là hướng tây và lệch bắc một chút.
hướng chính tây lệch bắc một chút, thì hai mạch tiền thì thường chắc chắn mình sẽ lấy mạch tiền này, đó là tức là hướng đông và lệch nam đúng không ạ, nằm trên mạch tiền đường này còn gọi là đường Dương Hướng Quyền nha, đường nhựa 16m có vỉa hè. Ở đây thì kinh doanh buôn bán rất là tiện, vì đi thẳng đường này mình cách chợ tầm khoảng là 80m là chợ Ba Làng, ở ra biển tầm khoảng là 150m. Còn ở đây thì mình được xây dựng tự do và mình xây lên sẽ thấy view trực diện biển luôn. Đó, còn hướng này sẽ ra lại bãi tắm Hoàng Trong nè mọi người thấy những căn khách sạn cao tầng này không? Chính là mặt biển. Đó mặt biển nè mọi người. Ở khách sạn cao tầng thường là mặt biển hết, mà đi thẳng một đường này sẽ ra lại bãi tắm Hoàng Trong. Cho nên là khu này dường như là khu rất là huyết mạch và đẹp mọi người. Đó. Thì bên này bên cạnh là lô góc này, đi thẳng một đường hẻm này ra lại biển luôn, tí nữa thì sẽ đi một vòng cho mọi người xem nha. Thì cái tiếp theo là mọi người chắc chắn sẽ hỏi là tại vì sao là có những dấu gạch này. Đó thì mọi người ghi rõ là tổng thửa đất nè mọi người. Đó, tổng thửa đất sẽ là 204,1 m². Thì ở đây là tất cả hai phần được công nhận rồi. Chỉ là cái phần trắng này là đã được công nhận trước, là người ta mua chuyển nhượng nè mọi người. Mua chuyển nhượng được công nhận. Còn phần sale là họ làm sổ sale, tức là họ làm thêm. Thì đó là công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng. Thì tổng hai cái miếng này, phần trắng và phần gạch chéo này cộng lại mới ra là 204 m. Thì pháp lý là cực kỳ chuẩn rồi. Đó, mua bán chuyển nhượng thoải mái thôi. Và ra là đủ là 204 m này mình đều được sử dụng nha mọi người. Đó, hướng thì hướng đông cũng rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem định vị nha. Dạ vâng, và đây chính là chức năng đo khoảng cách của Google Maps nha mọi người. Và vị trí Thịnh đang đứng chính là vị trí xanh này. Đồ đất của Thịnh là ngày xưa là 204 m này, 120 triệu cho mét vuông này. Nhưng mà bây giờ nó giảm giá rồi, cho nên Thịnh mới đi quay này, cập nhật cho mọi người nha, để mọi người tham khảo. Và biết đâu sau này giá tốt hơn nữa, mọi người thích thì Thịnh sẽ lưu ý cho mọi người nha. Đó, thì ở đây mình ra tới bờ biển nè mọi người, ra tới biển Nha Trang tầm khoảng 160 m thôi. Còn mình ra chỗ này là chợ Ba Làng này, chỗ này đầu chợ này, đó Bách Hóa Xanh này thì tầm khoảng là 180 m. Đó, còn phía này nói chung tất cả con đường ở đây đều thông hết, và khu vực này dân cư hiện hữu rồi, dân cư đông đúc luôn. Đó, gần ngay biển thế này mà rất là tiện đúng không ạ, vị trí quá đẹp luôn, những tòa nhà cao tầng ở đây. Còn mình ra tới chỗ mà khu vực vòng xoay rồi bãi tắm, nếu mà ra tới bãi tắm chỗ mà Phạm Văn Đồng đây mọi người thì sẽ tầm khoảng là 900 m. Còn ra sâu ở tắm lớn nữa sẽ tầm khoảng là 1,1 cây số. Đó, khu này thì gần trường đại học đó mọi người, gần những trường học, trường đại học cao đẳng giáo xứ Ba Làng. Đó, nói chung là khu này thì không thiếu tiện ích gì cả, từ chợ trường đúng không ạ, và biển. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục chạy xe một vòng nha. Bây giờ Thịnh chạy xe một vòng từ vị trí này đi ra biển, cũng như là đi một vòng cho mọi người xem những khu vực xung quanh nha, để biết được tổng thể. Dạ vâng, và bây giờ từ vị trí đồ đất nha mọi người, Thịnh sẽ chạy xe một vòng cho mọi người xem xung quanh nhé. Đó, thì khu vực này họ kinh doanh buôn bán hết rồi mọi người. Đường thẳng này ra lại mặt biển tầm khoảng 80 m thôi. Còn đây thì mình đi nè. Đó, mình thấy là họ kinh doanh buôn bán rồi. Đoạn đường này khá là tấp nập đấy. Bây giờ Thịnh đang quay giờ này tầm khoảng là 9 giờ rưỡi sáng mọi người. Buổi sáng này khu này họ buôn bán kinh doanh rất là nhiều. Đây. Đây mình xem để tham khảo nha. Về cái giá bán mọi người, lô đất này thì hiện tại hồi trước họ đòi là 120 triệu một mét vuông, còn bây giờ thì họ đang giảm 10 triệu nha, còn là 110 triệu. Đó, hai mặt tiền. Ở đây họ kinh doanh buôn bán rất đông không? Rồi bây giờ mình ra tới biển rồi mọi người. Thì với cái mức bán thật ra là 110 triệu thì thời điểm hiện tại thì cũng chưa phải là giá tốt mọi người, chỉ là tốt hơn lúc mà 120 triệu thôi. Nhưng mà Thịnh cũng quay để cho mọi người tham khảo review trước. Tham khảo trước, nếu mà cảm thấy thích thì Thịnh sẽ để ý nha. Nếu mà giá có tốt hơn thì sẽ báo cho mọi người sau. Mọi người cứ tham khảo thôi, xem là tham khảo. Đường Dương Hướng Quyền này giá đúng là hiện tại giá động tầm khoảng là 100 đến 110 triệu tùy lô đất. Nhưng mà lô này được có hai mặt tiền đẹp, nhưng mà có cái nữa là lại diện tích quá là rộng. Nếu mà 204 m này mình nhân lên cho 120 triệu thì tầm khoảng hai mấy tỷ đúng không ạ? Thịnh nhắm tầm khoảng 2-3 tỷ. 2-3 tỷ gì đó. Đó. Thì đó là cái giá mà họ đang muốn bán. Nhưng mà vấn đề mình thương lượng thì thuận mua vừa bán thôi. Mình cứ cảm thấy là thích thì mua được giá bao nhiêu thì báo Thịnh, sẽ hỗ trợ mọi người về đàm phán nha, và pháp lý cho mọi người. Đó. Còn chưa phù hợp thì cứ tham khảo cho mọi người, hãy tham khảo và giúp Thịnh là chia sẻ video này vào trong hội nhóm bạn bè mọi người. Nếu mà mọi người biết ai đó đang cần tìm một lô đất rộng để mà nghỉ dưỡng, hoặc là để mà xây khách sạn, hoặc là để đầu tư, thì có thể là xem xét và tham khảo nha. Rồi mình cũng đi gần tới bãi biển rồi mọi người.
phía trước này là bãi tắm Hòn Chồng này. Ở đây là biển nha mọi người, biển nhưng mà ở đây tắm vẫn được mà không có bãi cát. Còn mình ra tới bãi tắm Hòn Chồng mới có thể tắm được. Đó thì Thành cũng đang trên đường đi quay thêm một cái nhà phố. Cũng khá là nhiều việc cho nên Thành tranh thủ là quay nhanh cái lâu này cho mọi người tham khảo. Đó. Biết đâu được là có người là thích đúng không ạ? Đây là đại học Khánh Hòa mọi người. Đây là Khánh Hòa nha. Vị trí này thì sầm uất đúng không ạ? Rất đẹp. Nha Trang thì quá đỉnh rồi, đẹp lắm. Cái lượng khách du lịch bây giờ đang là mùng 9 Tết rồi nhưng mà rất là đông. Đó, mùng 9 Tết đông lắm, khách du lịch dân bán địa rồi. Cho nên nhiều người hỏi Thịnh là thị trường Nha Trang và bất động sản thế nào. Thật sự nói mọi người là đây là những câu trả lời của Thịnh nha. Đó, cái lượng dân cư đông và ổn định thế này, nhu cầu thật thế này, họ sống chất lượng sống tốt, sức khỏe tốt, ở gần biển đúng không ạ? Mọi tiện ích đầy đủ thì nó là nơi mà gọi là bình vững nha người, ổn định và bình vững, cho nên là thị trường vẫn lưu bình thường nha người. Đó, chả ảnh hưởng gì cả. Có giảm thì ai cần tiền là giảm tầm khoảng 10 đến 15% thôi, không có giảm nhiều đâu. Tại vì 5 năm nay thì bất động sản Nha Trang không hề có sốt ảo mọi người. Đó, lượng dân cư rất là đông. Rất đẹp đúng không ạ? Đẹp và mát mẻ, khí hậu con người hiền hòa. Rồi, chắc là Thịnh xin phép là dừng video đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hy vọng là những thông tin này có ích cho mọi người để mọi người ở nhà và tham khảo được. Chúc mọi người một ngày tốt lành và tìm được những bất động sản đúng nhu cầu của mình. Đầu năm thì cầu mong cho mọi người là một sức khỏe và an khang thịnh vượng nha. Thịnh xin phép là dừng video. Mọi người đừng quên là ủng hộ Thịnh bằng cách là nhấn một like nha, để ủng hộ Thịnh cũng như là nếu mọi người chưa đăng ký kênh thì nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông báo lên nha, để khi mà Thịnh lên video mới mọi người sẽ nhận được thông báo đầu tiên, để nắm được những bất động sản mới mà Thịnh xem cảm thấy hợp lý, cảm thấy đẹp, Thịnh sẽ phát review một cách chân thật cho mọi người nắm nha, để nắm được thông tin. Đó thì lâu nay Thịnh tổng kết lại thì chung là điểm mạnh rất là nhiều, đường đẹp này, ngay mặt tiền này, gần biển này, pháp lý chuẩn này, bờ ngang rộng này, đúng không ạ? Nhưng mà điểm yếu đó thì nó là nhiều tiền quá, tại vì diện tích nó to. Cái thứ hai nữa là cái giá 101 là giá thị trường thôi, chưa phải giá tốt. Nhưng mà mọi người cứ theo dõi đi. Phù hợp thì liên hệ Thịnh sẽ để ý cho mọi người nha. Được, có sản phẩm hay là có giá tốt hơn thì sẽ báo cho mọi người nha. Rồi, thì xin phép là bấm dừng. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Xin chào và hẹn lại.